Ngày 18 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Hoàng Vũ, sinh năm 1985, ngụ huyện Châu Phú, để tiếp tục điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Công an xác định Vũ lợi dụng sự tin tưởng của gia đình anh Tê, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, bà con bên vợ Vũ, giao tiền cho Vũ để mua 7 nền nhà, đồng thời giao cho hai vợ chồng Vũ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, Vũ dùng thủ đoạn gian dối làm giả hợp đồng mua bán đất, rồi tự ký và ghi tên người khác vào hợp đồng. Thông tin giả làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xin cấp lại lần hai nhưng không cho gia đình anh Tê biết, rồi đem bán 7 nền nhà chiếm đoạt tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Vũ sử dụng để chơi chứng khoán và tiêu xài cá nhân. Sau đó, anh Tê làm đơn tố giác hành vi của Vũ đến cơ quan công an.